Chúa thương xót. Chúa làm tất cả muôn đời, đưa tay ra cứu độ. Chúa sống mãi trong toàn thế giới. Cha là số một tâm cha như đại dương, cha là ánh sáng cho các con. Thành phố gần như khó gặp cha mất mát. Chúng con ghi nhớ mãi giáo điểm tin mừng, lòng thương xót Chúa như xe cha Trần Đình Long. Con vui mừng những món quà cho bạn con làm kỷ niệm. Con kính cầu ra ngày 16 tháng 8 năm 2019, đi cô Trần Thị Thành Huy. Con chúc họ. Vâng, mời những cô đi lên trần đạo đấy. Chúc quý vị đạo đấy. Đây đi cô đi lên trần đạo đấy. Đại phạm quý vị đạo đấy. Các bạn có thấy những gì mà mình đang thấy không? Hôm nay rất là đông luôn. Thấy chưa? Thấy rõ chưa? Rõ rồi. Ngồi xuống đây các bạn. Xung quanh đều là người. Rồi, đây xem. Đây là những lời chính thác. Mời xem lắng nghe nha. Đông quá, đông quá. Mời chị em lắng nghe. Kính chào cha và cộng đoàn. Con là Trần Thị Mai, người ngoại đạo ngoài Bắc. Con bệnh ung thư vòm họng di căn. Con bệnh nhiều bệnh. Con đi bác sĩ bệnh viện K3 Trung ương, xạ trị 6 tháng. Bác sĩ là chuyển con sang K2 vào tháng 8. Bệnh viện điều trị con xác định là chết vì bệnh ung thư. Bác sĩ hết nhiều tiền lắm, cuộc sống con gian nan, chồng mất sớm, con là như con cầm điếc nghiện điên khùng. Khi cha tháng 11 năm ngoái, con được chứng cứu con mang số điện của cha đến, xong con chuyển hóa chất ở bệnh viện, con bỏ luôn về bên này. Con nhắn tin cha trả lời xin con cứ an tâm. Con chuyển hóa chất về 3 ngày, con gặp chuyến xe đi luôn vào giáo điểm tin mừng. Được cha cầu nguyện 6 ngày, con về được cứu chữa lành luôn. Con cứ mãi cố gắng trở lại. Đầu năm nay, con thuốc sâu là đau lúa. Còn con trai thứ hai của con đi cứu chữa. Mọi người chị ăn nhau rồi mua đâu. Con đi loan truyền lòng cứu chữa. Con mọi người, con chỉ tạo cứu chữa.